Hôm nay, Viện Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Vật liệu xây dựng Trung Quốc đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về vật liệu xây dựng thế kỷ 21 tại Hà Nội. Đây cũng là thông tin cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hội thảo nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu trong nước và quốc tế. Đồng thời thảo luận chương trình hành động hướng tới sự phát triển bền vững của ngành vật liệu xây dựng nói riêng và ngành xây dựng nói chung. Được biết, trong thời gian qua, để đạt được mục tiêu bền vững, ngành vật liệu xây dựng đang từng bước thực hiện xanh hóa. Điều này thể hiện qua việc các doanh nghiệp đã ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất vật liệu, từ đó cho ra đời các sản phẩm mới tiết kiệm điện năng, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường và có khả năng tái chế cao. Đây là xu thế tất yếu góp phần cụ thể hóa cam kết của Việt Nam tiến tới thực hiện phát thải ròng bằng không vào năm 2050.